Đứng ở chỗ máy quay để ăn đi sao? Nhìn nha, cứ hư đi mai không cho lên giọt nữa. Thôi, vậy thì mai mẹ với em bé đi thôi. Cầm đi ăn thôi, đừng cười. Con lên máy Yến đi xem mà bà nói chuyện chị Bình thì nói chuyện với chị An kìa. Ôi giời. Chị An kìa, cái máy nghe chị An trên máy Yến kìa.